này là con 7391. Con này 7391, cái đấy phát hiện ra là con 7300 là màu platinum silver, nó màu hơi lòng súng, con này là silver. 7391 này. RAM 8GB ổ 512 cộng 32GB RAM. Con 7391 với 7300 giống như xì nhau về cấu hình. Nó có đều có 32GB Optane RAM. Cái con này là lửa RAM, lửa ổ cứng này để hỗ trợ lưu giữ khi mình tắt máy, nó lưu giữ cái cấu hình, bật lên phát nó quay trở về cái cấu hình mà lúc mà tắt máy là rất là nhanh. Đấy, nó lửa RAM, lửa ổ cứng thế này. Nó tắt máy đi nó vẫn lưu trữ được như ổ cứng luôn. Còn đâu RAM thì tốc độ nó nhanh nhưng mà không lưu trữ được. Khi tắt máy đi thì nó sẽ xóa. Cái Optane RAM này nó lửa RAM, lửa ổ cứng hỗ trợ lúc mà bật lên rất là nhanh. Coi 5 thế thứ 10. Cái thùng hàng nguyên niêm phong xuất xứ từ Dell USA, hàng loại 1. Nếu mất sai trả lại máy và đền bù 300 đô. Con này là 8TQTWZ2. Còn bảo hành đến tháng 9/2021 bên Mỹ. Đấy, cái lọc sọc là do cái sạc này nhá. Đấy, cái sạc này được sau không lọc sọc được. Cái lỗ trên đợt ngăn này này. Mỗi cái sạc này thôi, nó lắp đi lắp lại. Nó lọc sọc cái sạc này nhá. Có riêng ở bên trên này thôi. Sạc 45W. Sạc cái sạc này được đeo. Cái con 7391 là cu gian, nó cũng chỉ này thôi, cũng 7391, đây là 7391, còn cái con kia là 7300. Đấy, tức là series của nó thì nó chỉ có mỗi cái này niêm phong này, thôi mỗi cái tem này, và mặt lạnh. Đặc biệt những dòng này, pin con này là có khoảng 30-40% rồi nhưng mà bật vẫn không lên thôi. Bật lúc nguồn này, nó còn không lên đúng không? Kích hoạt đầu tiên bằng điện. Đấy, máy mới, giới thiệu toàn này. Máy 201, bàn phím màu sáng, bạc giống HP, HP nó chuyên trang bạc này. Cổng Thunderbolt, cổng HDMI này. Cổng máy xe gặp 60. Bên này có cổng mini display, có cổng USB, con này có cổng USB. Đấy, có một cổng USB, một cổng Thunderbolt, một cổng sạc, một cổng HDMI. Chấm hết. Có cái Thunderbolt là tốt rồi. Đời mới của nó thêm Thunderbolt. Đây gặp 360 vỏ nhôm nguyên khối. Đây, cầm xem qua một cái, cầm xem bật máy út. Nghĩa trông không phải nó dài lắm. Đầu tiên nghĩ là làm chứ không làm. Đời mới. Cái giá nó thiết kế nó trông hiện đại hơn cái 16. Ngày xưa sửa xưa ấy, bố cháu mua cho cháu cái bài ô ấy. Xong rồi làm phần nó màu trắng. Sau này chắc là nó hồi ra cách đây khoảng 4 năm. Cháu mua 5 năm trước rồi, lâu lắm rồi ấy. Hồi đấy còn mới ra cái cảm ứng là cháu mua này. Đúng rồi, còn có cái hệ bút lên không? Rồi, vỏ nhôm nguyên khối toàn bộ tất cả mọi cái bàn phím như này là thiết kế rộng này. Bản này đưa xuống phía dưới này, mở dây cặp 360.
mở ra thì nó kênh kênh cái góc này, thiết đeo thì bây giờ thiết kế cái góc bàn phím này nó hơi thụt xuống giống như thằng HP, thiết kế như thế. Ổ cứng cái này 52 nhé, có hỗ trợ 32 GB Optane RAM. Rồi, xin chào, cảm ơn.